Dạ ừ, vâng em chào các bác nhé Chào mừng các bác đã đến với kênh youtube của điện thoại Dũng Kiên Có địa chỉ tại Cầu Giàm, xã Tân Hương, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương Số điện thoại liên hệ là 0978 336 559 Và 0971 336 559 anh chị em nhé Hôm nay thì em lên ba à, cây ba cây này là khách đổi nên đời anh chị em nhé à, Em sẽ lên từ cao đến thấp Đầu tiên là con à, 13 con này thì nguyên zin nguyên bản nguyên áp và hình thức máy chỉ được 97 98 phần trăm anh chị em này, Đấy. có bị uh, rơi nhưng máy nguyên zin nguyên bản nguyên áp và em uh, đã tháo để kiểm tra tất cả nguyên zin hết nhé, Đấy. nguyên zin nguyên bản nguyên áp anh chị em này, con này thì pin uh, còn cao 85 phần trăm và cái con này thì uh, là bản Mỹ nhá anh chị em này Đấy, nguyên zin nguyên bản nguyên áp 128g đây pin zin còn 86 phần anh chị em ạ Đấy, rất là cao anh chị em nhé pin zin của nó là rất là cao rồi con này thì bình thường em đang bán giá 11 triệu thì con này thì em đổi của khách với giá là 8 triệu 500 ngàn đồng Đấy, rẻ được uh, 2 triệu 500 ngàn đồng cho anh chị em vẫn bao zin nguyên bản cho anh chị em nhé Đấy, vẫn bao zin nguyên bản cho anh chị em này Đấy. Những cái con máy bình thường thì đã bán ra là 11 triệu Con này chỉ có 8 triệu 500 ngàn đồng Con này nguồn gốc thì xuất xứ máy tại nhà em nhé Cái con nào tại nhà em bán ra thì em báo luôn Con này em bán cho khách là pin cao 100% Và khách dùng thì không dùng ốp, không cường nực. Đấy, Dùng trần chuồng này Giá rất là ok Anh chị em nào lấy con này thì rất là ok nhé tiếp theo là con XS Max này. Đấy, con này thì 256 GB. Con này thì giá cực kỳ ok anh chị em nhé. Đấy. 256 GB này thì em đang bán với giá 7 triệu thì con này em bán giá 5 triệu 500 000 đồng Đấy, khách nên đời 5 triệu 500 000 đồng anh chị em ạ. Rồi. 5 triệu 500 000 đồng Đây anh chị em này. Anh chị em nào thích thì múc nhá. 5 triệu 500 000 đồng Đấy, chỉ có 3 cây này khách nên đời anh chị em này không có nhiều đâu Nhớ. 5 triệu 500 ngàn đồng XS Max màu vàng gold và bản 256 gb Đấy, mã Mỹ Đấy, pin thì à, đã thay còn 100 phần trăm anh chị em nhé pin đã thay Face ID thì đầy đủ hết anh chị em này tất cả những cái máy nào full chức năng thì em báo full chức năng anh chị em này đây full chức năng này Đấy, full chức năng thì em báo là full chức năng nhé Cái này thì máy thì em khách lên đời có ba cây này thì em hôm nay em nên thanh lý anh chị em nào thích cây nào thì liên hệ trực tiếp cho em và tiếp theo là con 11 Pro Max con này thì 256 g và vỏ thì hơi phải một tí anh chị em nhé Đấy, 256 g con này thì giá cực, cực kỳ rẻ anh chị em này ai con này thì màn hình nó đã thay rồi anh chị em nhé Đấy, em vào em kiểm tra luôn là màn hình đã thay còn tất cả full chức năng zin hết Bình thường những cái con đẹp thì em đang bán với giá là bao nhiêu nhỉ? 9 triệu 500 ngàn đồng anh chị em ạ. À. Con này thì giá cực kỳ rẻ nhé. Con này giá rất là rẻ, chỉ 6 triệu anh chị em nhé. Anh chị em nào thích thì múc này. Màn thì em đã kiểm tra rồi, nó là cái màn GX, có nghĩa là cái màn giả zin nhé. Đấy. Nét thì độ nét của nó được 90% so với màn zin. còn đây mình kiểm tra này. Vào giới thiệu đây nó có lịch sử vật dịch vụ đây. Màn hình linh kiện không xác định đây. Đấy, những cái người bình thường nhìn thì nó như mà là màn zin nhưng bọn em kiểm tra thì nó là cái màn GX có nghĩa là cái màn giả zin hình thức máy thì chỉ còn khoảng 80% thôi nhá Đấy, giá chỉ 6 triệu đồng tất cả những cái dòng máy cũ này thì em đều bảo hành cho anh chị em một tháng nỗi đổi mới luôn Đấy, ngoài một tháng thì bên em sẽ hỗ trợ uh, sửa chữa thôi anh chị em nhé Đấy, ngoài một tháng thì bên em sẽ hỗ trợ sửa chữa em uh, báo luôn là máy nó thế nào ruột gan ra sao những con này tất cả ruột gan là zin con này là màn giả zin chứ không phải là màn zin nhưng mà đã rẻ được khoảng 3 triệu đồng thì rất là ok còn anh chị em nào thích mua màn zin thì cái con này thì em mà màn zin của nó thì đang có giá rất là ok nhé màn zin thì có một triệu mấy đâu 1 triệu sáu đấy anh chị em nào thích thay thì em sẽ lấy hộ màn zin đấy còn không thì mình cứ dùng màn này thoải mái nhé màn giả zin thì dùng rất là ok này nếu mình không rơi ngập nước hoặc không rơi vỡ thì nó cũng rất là bền nó là màn gấy thương hiệu rất là cao nhé anh chị em nhé em xin được tạm dừng video tại đây anh chị em nào thích thì liên hệ trực tiếp cho em xin chào hẹn gặp lại anh chị em ở video lần sau